bạn, năm nay mình sẽ quay Lego nha bạn. Đây là Lego đây, mình xếp lại. Đây, mà đang nhắc chân nha bạn. Mình sẽ độ màu lại rồi. Mà mình không biết màu nào các bạn. À, đây. Cái đây. Cái này nữa nha bạn. Còn ngồi đang nhóc chân này nha bạn. Có một chiếc màu đỏ. Màu đỏ mà đây. Đây. Đây là màu đỏ. Như đây. Mình đã chỉ cần xếp xong rồi các bạn. Rồi mình đã xếp xong rồi. Bây giờ mình sẽ xếp bye bye nha bạn. Mình lấy màu đen. Mình lấy cái này. À quên, mình lấy cái này với cái này nha bạn. Mình gắn vô đây. Rồi mà mình tới cái đầu của nó. Cái đầu của nó đây. Mình sẽ gắn đây cái đầu nó. Xong rồi mình sẽ gắn cái motor này gắn đây nha bạn. Như cái này nữa. Mà dưới cái này nữa. Là dưới cái này nữa nha bạn. Và điều kiện đây. Như tránh nữa là điều kiện. Ôi da. Đây. Đây tránh. Làm vào đây nha bạn. Một phút quá đáng đây nha bạn. Các bạn nhớ bấm được like, share, được đăng ký. Cho mình có nhiều được là làm ra lâu quá cho các bạn coi nha bạn.
cho mình là gắn vô đâu nha bạn. Cái này để gắn ra đâu, di chuyển màu đỏ thôi các bạn. Mình sẽ di chuyển một thêm màu cách màu đen nha bạn. Đây, đây là cầu an của mình, cầu an bên đây nha bạn. Chứ mình còn gắn cái dốc vô đây. Thích bên cái cánh xíu nha bạn, cái này thích bên cái cánh xíu. Đây, dưới đây, dưới đây cái tường, cái bộ phận tường nha bạn. Đây là cái tường, bức tường nha bạn. Mình sẽ gắn vô đây. Nếu cái này hãy gắn vô đây màu trắng đó, đây phải màu trắng nha bạn. Nếu cái này nữa gắn vô đây. Mình dắt bạn hành rồi nha bạn. Mình lấy cái này nữa mình gắn vô đây. Mình lấy cái này mình gắn vô đây. Mình làm được cái củ chiếc phá bài nha bạn. Phải làm được của chiếc phá bài. Chúc mình sẽ làm được của chiếc phá bài nha bạn. Đây là chiếc phá bài của mình nha bạn. Đây, mình xếp cái này nữa nha bạn. Đi vào xếp này gắn vô đây. Gắn vô đây nha bạn. Đây, phải gắn vô đây nha bạn. Cho tự nó chắc. Nó chắc chẳng. Nó chắc. Mình phải lấy tay mình đè xuống vậy nha bạn. Nên nó chắc nữa. Bây giờ mình lấy cái này nha bạn. Mình gắn vô chi tiết này là thành công. Đây, mình sẽ làm cái cánh, mình sẽ sửa cái cánh lại nha bạn. Bạn thấy hai cái nút này nha bạn. Các bạn nhớ subscribe cho mình nha bạn. Đây, mình lấy hai bàn chân này mình gắn. Đây là hai cái bàn chân nha bạn. Bàn chân bây giờ mình sắp ghép xong rồi, mình vô màu đỏ coi có gì nha bạn. Lấy kim cương này mình đặt ở đây nha bạn. Mình sẽ đặt ở đây cái kim cương hồng hạt này, mình đặt bên đây nha bạn. Đây là mình sắp hoàn thành chiếc phá bài nha bạn. Đây là vỏ cào của mình.
là mình đã gấp xong chiếc lá bài rồi. Đây là một chiếc lá bài mình gấp xong rồi, là mình chưa xong cho bạn coi đâu. Mình đã xong chiếc lá bài này nè, đây là mấy chi tiết nó. Các bạn nhớ bấm đăng ký cho nó lúc đăng ký cho mình ủng hộ kênh cho mình, cho mình sẽ quay video mới cho bạn coi. Bye bye, tạm biệt các bạn.